Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết về hình ảnh những quan chức xuống đường quét rác, một hình thức mị dân của nhà cầm quyền. Cứ vào những tháng cuối năm hay là những ngày đầu năm mới thì hình ảnh một vị lãnh đạo nào đó cùng với nhiều thuộc cấp của họ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường như là quét rác, khơi thông cống rãnh với hàng loạt ống kính chĩa vào đã trở nên khá phổ biến. Gần đây nhất là vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 2020, khi báo chí trong nước đưa tin kèm theo hình ảnh Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân mang bao tay trắng tham gia quét rác cùng với người dân. Khi được hỏi cảm nghĩ thì người dân cho biết, ngày thường thì họ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hà hiếp người dân, đến những ngày lễ Tết thì lại bày ra những trò như vậy nhìn quá lố bịch. Đây được cho chỉ là hình thức biểu diễn để mị dân của nhà cầm quyền Cộng sản từ bấy lâu nay. Cũng theo người dân thì những hình ảnh như vậy giờ đây đã không còn lừa được người dân nữa. Bởi người dân Việt Nam ngày nay nhận thức được rất nhiều thứ chứ không còn như ngày xưa. Người dân không cần những hình ảnh quét rác theo nghĩa đen mà họ cần quét rác theo nghĩa bóng. Nghĩa là quét sạch hết những tệ nạn xã hội như ma túy, cướp giật và tham nhũng. Tình cảnh tù nhân lương tâm và gia đình vào dịp Tết. Thưa quý vị, kẻ một nơi, người một ngã, gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng ly tán là tình cảnh chung của tù nhân lương tâm và gia đình của họ vào dịp Tết. Mới đây nhất vào tối ngày 23 tháng 1, vợ của tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Ánh cho biết bà đã đi gần 700 cây số trong vòng 2 ngày 1 đêm để được gặp chồng chỉ vỏn vẹn trong 30 phút. Điều đáng nói, trước khi được thăm gặp, bà cũng đã phải trải qua không ít việc bị gây khó dễ từ ban quản lý nhà tù. Theo ghi nhận thì các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo tại Việt Nam trong những ngày giáp Tết Canh Tý cũng có hoàn cảnh tương tự. Có thể kể đến một số trường hợp cụ thể như Nguyễn Ngọc Ánh, Lưu Văn Vịnh, Vương Văn Thả, Lê Thanh Phương, Trần Hoàng Phúc và Trần Thị Nga. Số liệu ghi nhận trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Defense the Defenders vừa công bố vào đầu tháng 1 cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 239 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự. 52 trên 218 hành khách từ Vũ Hán đến Đà Nẵng đã quay trở về Trung Cộng. Vào sáng ngày 25 tháng 1, tức là mùng 1 Tết âm lịch, đại diện Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân Cát cho biết đã trợ giúp đưa 52 trên tổng số 218 hành khách từ Vũ Hán đến Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 1 trở về nước. Nhóm hành khách này bao gồm 218 người bay từ Vũ Hán đến Đà Nẵng. Trước thời điểm mà Trung Cộng phong tỏa thành phố Vũ Hán và cũng trước khi Việt Nam quyết định hủy các chuyến bay tới thành phố này. Vì thế, sau khi có lệnh cấm bay, những người này không được trở về theo đường bay cũ mà phải trở về nước bằng nhiều chặng khác nhau. Được biết hiện nay, trung bình mỗi tuần, công ty Hải Vân Cát có 3 chuyến bay, đưa khoảng 600 khách từ Vũ Hán tới Đà Nẵng. Tuy nhiên hiện nay mọi hoạt động đã tạm thời dừng lại do thành phố này bị phong tỏa. Trong một diễn biến khác có liên quan, tối ngày 24 tháng 1, Sở Y tế ở thành phố Đà Nẵng cho biết đã vừa công bố đường dây nóng để khi phát hiện các trường hợp bệnh bất thường, người dân có thể kịp thời thông tin nhằm bảo đảm tốt nhất trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cách ly 5 bệnh nhân người Trung Cộng và Việt Nam tại Khánh Hòa để xét nghiệm virus corona. Tối ngày 24 tháng 1, đại diện Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, bệnh viện này hiện đang tiếp nhận và cách ly 5 bệnh nhân, bao gồm cả người Trung Cộng lẫn người Việt Nam để xét nghiệm virus corona. Bệnh nhân thứ 5 vừa mới được chuyển vào lúc 21 giờ tối giao thừa, tức là 24 tháng 1. Đó là một nam bệnh nhân 60 tuổi, người Việt Nam, sinh sống ở Nha Trang. Trước đó, vào sáng 23 tháng 1, bệnh viện này cũng đã tiếp nhận hai nữ bệnh nhân người Việt Nam có dấu hiệu nghi ngờ, bao gồm một nữ tiếp viên hàng không và một nữ nhân viên dịch vụ tại phi trường Cam Ranh. Ngoài ra, còn có hai bệnh nhi khác người Trung Cộng bị phát hiện là sốt, cũng đã được chuyển đến bệnh viện này để điều trị và lấy mẫu nhằm tiến hành xét nghiệm virus corona. Điều đáng nói là mẹ của một trong hai bệnh nhi người Trung Cộng này đã liên tục la ó và gọi điện thoại chửi bới ban giám đốc bệnh viện vì việc xét nghiệm đã khiến cho bà này không kịp về ăn Tết với gia đình.
Sự việc xảy ra buộc bệnh viện phải mời công an đến lập biên bản vi phạm để ổn định trật tự. Thưa quý vị, các hãng bay có đến 50% các chuyến bay chậm trễ trong dịp Tết Canh Tý. Do việc khai thác quá lớn so với năng lực hiện tại của phi trường Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Canh Tý 2020, nên đã gây ra tình trạng một số hãng hàng không có tỷ lệ chậm chuyến rất cao, trên 50%. Đó là những thông tin được đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đưa ra vào chiều ngày 24 tháng 1. Theo đó, bắt đầu vào thời điểm Tết, trung bình 2 tuần đầu đạt 858 chuyến bay cho một ngày, trong khi ngày cao nhất là 28 Tết đạt 984 chuyến bay cho một ngày. Cũng theo số liệu thống kê, thì năm nay được cho là năm mà phi trường này đạt kỷ lục về số lượng chuyến bay đi và đến. Liên quan đến vấn đề ngăn ngừa dịch bệnh virus corona đối với các hành khách có chuyến bay đi và đến Vũ Hán qua cửa ngõ hàng không, đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cho biết đã phối hợp với cảng hàng không sử dụng một cửa riêng và một ống lồng riêng dành cho các chuyến bay từ Trung Cộng đến Tân Sơn Nhất. Đồng thời cũng phối hợp với công an cửa khẩu để phân chia một số khu vực giới hạn nhằm kiểm tra thân nhiệt của hành khách trước khi xuất nhập cảnh. Trào lưu trao biển cấm hỏi chuyện cá nhân trong dịp Tết tại Việt Nam, thưa quý vị. Mỗi đợt Tết đến xuân về luôn là dịp để cả gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên với nhiều người thì dịp gặp gỡ đầu năm này còn là nỗi sợ hãi khi liên tục bị người thân hỏi quá nhiều các câu hỏi cá nhân như lương bổng, kết quả học hành, chiều cao, cân nặng và thậm chí là tình trạng hôn nhân gia đình. Và việc quan tâm quá mức vào đời sống cá nhân đang là một vấn đề khiến cho nhiều người lo ngại. Chính vì vậy, trong những ngày gần đây, trên mạng lại rộ lên phong trào nhiều người chụp ảnh những tấm biển ghi dòng chữ "Khách đến chơi Tết, xin đừng hỏi những vấn đề cá nhân" được treo trước cửa nhà. Trong đó, những điều mà chủ nhà xem là vấn đề cá nhân như bao giờ lấy chồng, lấy vợ, lương tháng bao nhiêu, lên bao nhiêu ký. Liên quan đến vấn đề trên, đã xuất hiện hai luồng ý kiến khác nhau. Đa số nhiều người cảm thấy thích thú với cách giải quyết vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, một số người lại không đồng ý với việc làm như thế, bởi việc treo bảng cấm hỏi là hơi cực đoan, và đây cũng được cho là dấu hiệu buồn cho xã hội hơn là đem lại điều tốt đẹp. Thưa quý vị, giới tỷ phú Ấn Độ đang có xu hướng chọn Việt Nam để tổ chức đám cưới. Đây là thông tin được ông Phạm Sanh Châu, là Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, chia sẻ vào những ngày cuối tháng 1 năm 2020. Theo ông Châu thì khi nói đến sự cầu kỳ của đám cưới là phải kể đến những siêu đám cưới của giới tỷ phú Ấn Độ. Bởi những đám cưới này thường có đặc tính là chi tiêu nhiều tiền để thể hiện đẳng cấp cũng như mối quan hệ của gia đình. Được biết, trong năm 2019 đã xuất hiện hai đám cưới của giới siêu giàu Ấn Độ được tổ chức tại Việt Nam, lần lượt ở Phú Quốc và Đà Nẵng. Sắp tới vào ngày 17 tháng 3, cũng sẽ có thêm một đám cưới nữa của Ấn Độ được tổ chức ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cũng theo ông Châu, thì trong thời gian tới, sẽ có nhiều đám cưới Ấn Độ được tổ chức ở Việt Nam. Đồng thời, hành khách giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng tăng lên rõ rệt khi đường bay thẳng vừa được thiết lập giữa hai nước. Theo thống kê năm 2019, du lịch Việt Nam đã đón lượng khách quốc tế đến kỷ lục với trên 18 triệu lượt, tăng 16% so với năm trước đó. Điều đáng chú ý là thị trường khách Ấn Độ đã đạt 169.000 lượt, vươn lên vào top 16 thị trường khách cao nhất đến Việt Nam. Hàng ngàn căn nhà đã bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn mưa đá. Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 1, tức là mùng 1 Tết âm lịch, chính quyền các tỉnh như là Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và thành phố Hà Nội cho biết, trận mưa đá xảy ra hôm 24 tháng 1 nhằm ngày giao thừa đã khiến gần 5.300 ngôi nhà tại các khu vực nêu trên bị hư hại và tốc mái. Bên cạnh đó, số lượng hoa màu đang trong thời kỳ thu hoạch bị hư hại vẫn đang tiếp tục được thống kê. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm tra để tổng hợp các thiệt hại khác. Trước mắt, chính quyền đang di chuyển các gia đình có nhà bị hư hại đến những nơi ở tạm, đồng thời cung cấp chăn bạc để người dân giữ ấm trong mùa đông. Được biết trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, mưa lớn kèm theo dông lốc và mưa đá đã xảy ra tại một số tỉnh thành ở phía Bắc.
Cũng theo dự báo thì trong vài ngày sắp tới, ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa to và dông. Tình hình này sẽ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, chỉ trong ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán đã có 35 người thương vong vì tai nạn giao thông. Từ chiều 30 cho đến chiều ngày mùng 1 Tết, cảnh sát giao thông đã xử phạt gần 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu về hơn 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 341 phương tiện, tước 360 giấy phép lái xe và trong đó có khoảng 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, trên cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người trong ngày đầu năm mới. Số vụ tai nạn bằng cùng kỳ Tết Nguyên Đán năm 2019 nhưng đã tăng 7 người chết. Trong khi đó, chỉ tính riêng ngày 24 tháng 1 tức là ngày 30 Tết, tại Việt Nam đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 19 người. Trong đó có 320 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Được biết tất cả các vụ tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết Nguyên Đán Canh Tý xảy ra là trong lĩnh vực đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông nào. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam của đài truyền hình VTV và Radio. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị có một năm mới thật an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.